Chương 5. Trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Điều 74. Phạm vi, hình thức trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 1. Các vấn đề sau đây về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em phải có sự tham gia của trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em tùy theo độ tuổi của trẻ em. a. xây dựng và triển khai chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. B. Xây dựng và thực hiện quyết định chương trình hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. C. Quyết định hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục khác, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. D. Áp dụng biện pháp, cách thức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em của gia đình. 2. Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em thông qua các hình thức sau đây. A diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội thi, sự kiện. B. Thông qua tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động vì trẻ em. C. Hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em được thành lập theo quy định của pháp luật. D. Tham vấn, thăm dò lấy ý kiến của trẻ em. D bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trực tiếp hoặc qua kênh truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và các hình thức thông tin khác. Điều 75. Bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong gia đình. Cha mẹ và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm sau đây. 1. Tôn trọng, lắng nghe, xem xét phản hồi, giải thích ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện, hoàn cảnh của gia đình. 2. Tạo điều kiện hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển toàn diện của trẻ em. 3. Tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em. 4. Không cản trở trẻ em tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Điều 76. Bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác nhà trường, cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm sau đây. một Tổ chức và tạo điều kiện để trẻ em được tham gia các hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. 2. Cung cấp thông tin chính sách, pháp luật và quy định về giáo dục có liên quan đến học sinh, công khai thông tin về kế hoạch học tập và rèn luyện, chế độ nuôi dưỡng và các khoản đóng góp theo quy định. 3. Tạo điều kiện để trẻ em được kiến nghị bày tỏ ý kiến nguyện vọng về chất lượng dạy và học, quyền lợi ích chính đáng của trẻ em trong môi trường giáo dục và những vấn đề trẻ em quan tâm. 4. Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em, giải quyết theo phạm vi trách nhiệm được giao hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến trẻ em. Điều 77 tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em một trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến nguyện vọng của trẻ em 2. tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em có nhiệm vụ sau đây a tổ chức lấy ý kiến kiến nghị của trẻ em tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân b thường xuyên lắng nghe tiếp nhận và tổng hợp ý kiến kiến nghị của trẻ em c chuyển ý kiến kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết d theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị d chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến nguyện vọng của trẻ em e hàng năm báo cáo ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan trong việc xem xét giải quyết ý kiến kiến nghị của trẻ em. Điều 78. Bảo đảm để trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 1. Cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm để trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em quy định tại Điều 74 của luật này và bảo đảm các yêu cầu sau đây. A. Tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng để trẻ em tham gia B. Cung cấp đầy đủ thông tin các vấn đề về trẻ em và các vấn đề trẻ em quan tâm với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp. C. Khuyến khích sự tham gia của trẻ em, không trù dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. D. Bảo đảm để trẻ em tham gia tự nguyện, chủ động, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. D. Ý kiến nguyện vọng của trẻ em và ý kiến của tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em phải được lắng nghe, tiếp nhận, xem xét, giải quyết và phản hồi đầy đủ kịp thời, khách quan, trung thực. 2. Hàng năm, hội đồng nhân dân các cấp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức gặp mặt, đối thoại lắng nghe ý kiến nguyện vọng của trẻ em về các vấn đề trẻ em quan tâm. 3 chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm của cơ quan tổ chức cơ sở giáo dục gia đình cá nhân trong việc bảo đảm để trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em